là kính cận đây. Vậy là sau video mở hộp chia sẻ chi tiết về chiếc Nokia 2.1, chiếc máy giá rẻ của Nokia, phiên bản nâng cấp so với chiếc Nokia cũ đã ra mắt trước đó năm 2017. Với cái phiên bản giá rẻ này thì điểm ấn tượng trên chiếc Nokia 2.1 đó là có thể nói là ở hiện tại có khá ít những dòng smartphone giá rẻ mà được trang bị loa kép như chiếc Nokia 2.1 và máy sở hữu một viên pin dung lượng cao lên đến 4000 mAh. Thì với cái dung lượng pin này thì mình nghĩ là nhu cầu cơ bản của anh em sử dụng thì có thể được từ 1.5 đến 2 ngày. Anh em dùng ít thì có thể lâu hơn. Nói chung là dung lượng pin dùng thoải mái. Và giờ đây mình sẽ test game. Thì mình nói trước luôn là đây chỉ là một cái video để mình trải nghiệm cho anh em thử, để cho anh em xem là liệu chiếc Nokia 2.1 có chơi được game Liên Quân Mobile hay không. Còn trong thực tế thì mình không khuyến khích anh em chơi với những tựa game này, tại vì đây chỉ là một cái chiếc máy giá rẻ thôi, với mức giá chỉ vào hơn 2 triệu thì nó sẽ phù hợp dành cho anh em phục vụ công việc giải trí, nghe nhạc, xem video trên YouTube và chơi với những cái tựa game nhẹ, vui vẻ thì nó vô tư thôi. Còn với những cái tựa game nặng thì nếu anh em muốn chơi mượt thì anh em cần một cái chiếc máy cấu hình cao hơn, và đương nhiên là mức giá cũng phải cao hơn. Và trước đây thì ở chiếc Nokia 2 phiên bản cũ thì mình cũng thực hiện một video như vậy để test cho anh em tham khảo thôi. Còn với một cái chiếc Nokia 2 giá rẻ thì anh em chơi vẫn được, nhưng mà cái đòi hỏi mượt mà cao thì không có, cũng như là anh em không thể bật được cái FPS cao lên. Rồi, mời anh em cùng mình, chúng ta sẽ trải nghiệm chi tiết trong video này nhé. Thank you.
là mình vừa thực hiện xong video trải nghiệm khả năng chơi game. Cụ thể đó là tựa game League of Mobile trên chiếc Nokia 2.1 thì anh em thấy là máy vẫn chơi được, nhưng mà tuy nhiên thì anh em không thể bật cái FPS cao được, cũng như là chơi cái ổn trong cái tầm giá thôi, chứ anh em không thể chơi mượt mà như những cái dòng smartphone cao cấp được. Anh em lưu ý là với chiếc máy này anh em sẽ nói không với những tựa game nặng, anh em có thể chơi tất tật rất nhiều những cái tựa game khác nhẹ nhàng vui vẻ hơn, nó sẽ phù hợp với chiếc Nokia 2.1 hơn. Thì mình sẽ sớm trải nghiệm nhiều hơn và mình sẽ gửi đến anh em video đánh giá chi tiết chiếc Nokia 2.1. Theo mình nghĩ thì trong phân khúc điện thoại giá rẻ thì Nokia 2.1 là một trong những chiếc điện thoại rất đáng mua, bởi máy chủ lo kép và có một viên pin dung lượng cao lên đến 4000 mAh, rất phù hợp dành cho các bạn học sinh sinh viên hay là các cô chú lớn tuổi, hay là anh em giống như mình chạy sơm công nghệ thì cần một chiếc điện thoại có dung lượng pin cao thì Nokia 2.1 đáp ứng tốt. Ngoài ra thì máy vẫn phục vụ nhu cầu công việc hay giải trí, anh em xem video hay là lướt web thì cũng khá thoải mái với một màn hình lớn lên đến 5.5 inch. Anh em đừng quên like, share để chia sẻ cùng bạn bè, cũng như là đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ để cập nhật thêm nhiều video mới nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.